Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Hôm nay bán tiếp tục bán tùng kim cương Rin nha bạn. Đó, cái cây này cao chắc tầm khoảng 35 đến 40 cm trở lên nha. 35 đến 40 cm. Để em đo thử cây này. Cây này 40 cm nha bạn. 40 cm. Kim cương Rin nha. Đó, kim cương này là Rin nha, chứ không phải hàng ghép nha. Để em đo cây này coi. Cây này thì 30. Đó, con cây 30. Cây này chắc tầm 30, cây này thì 40. 40 cm. Cây này hơn 40 luôn nha anh em. Hơn 40 luôn. Kim cương Rin nha. Đó, này là hơn 40 cm nha. Đó, cây cực kỳ xanh tốt phần chậu rồi nha các bạn. Cây thuần chậu nằm vô chậu nha, sống ổn định nha. Đó, kim cương. Cái này lá như thế này nó bị sâu thôi nha bạn. Không bị gì đâu nha, bị sâu thôi. Đó, các bạn có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại mình 0979 582 872 nha bạn. Zalo, Facebook số đó luôn. Kim cương lớn lớn thì lúc này hút hàng quá, không có nhiều nha. Đó. Em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp em hoặc nhắn tin qua Zalo, Facebook nha. Đó, kim cương hàng nhà cao 35 đến 40 cm. 500k một cây nha. Đó, 500k một cây, bao ship toàn quốc luôn. Một cây như thế này là 500k nha. Đó. Đây. Đó, cao 40 này. Mấy cây này cao 40. Đó. Cái này là cao 40. 500k một cây nha. Rồi anh em xem thấy hay cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Đó, rồi xin chào tất cả anh em.